là cái gốc. Để từ đó, những chị em hùng dân tộc, người có công lao trong lịch sử, huyền thoại, cũng được cộng đồng bản mẫu thờ tự theo nghi lễ thờ mẫu, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, giáo dục con người hướng đến những điều tốt đẹp trong sáng. Thank you.